Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái siêu phẩm máy rông sen động cơ 250 phân khối và tích hợp liền hộp số. Đấy. Máy này thì sử dụng két nước quạt mát như bình thường thôi, giống như những dòng máy 175 ấy, nhưng mà nó là dòng máy nó tích hợp sẵn cả số 5 tạ vào đây, 5-7 tạ vào đây, giống như những cái động cơ các bạn làm. Cái này có thể phù hợp với lại chế động cơ xe ô tô, xe chở hàng rất là phù hợp và nó rất là khỏe. 250 phân khối, nó là của hãng Zhongsheng các bạn nhé, hàng nội địa Trung Quốc ấy. Rất là tốt. Những cái dòng máy như Yangxing hay là không thể bằng những cái dòng này được. Ở trong bên Trung Quốc ấy, thì những cái dòng máy như Lifan này, Zhongsheng này là những cái dòng máy đứng đầu trong những cái hàng chất lượng đấy. Đây. Thì nó cũng sử dụng dây số cần số như kiểu dòng xe 5 tạ thôi. Đấy, thì mình sang bằng tay nó rất là chặt cho nên là nó không tiện một tay làm. Đây là cái đầu trục các đăng của nó này. Cái dòng này thì nó là hàng công ty cho nên chất lượng rất là đảm bảo. Có mã vạch này. Đấy. Đây này. Mã vạch này. Mã QR này. Còn đây này, QC này, kiểm tra chất lượng này. Các nào bạn nào làm việc kiểm tra chất lượng đều biết về test về chất lượng này, QC08 này. Đây cũng là tem kiểm tra chất lượng này. QC022 này. Đấy. Đây là dòng động cơ nội địa bên Trung Quốc nhé, hàng nội địa Trung Quốc. Cho nên là cái chữ bình thường là đối với hàng xuất khẩu nước ngoài thì là nó ghi chữ Zhongsheng. Thế còn hàng bên Trung Quốc thì nó ghi những cái dòng của chữ Trung Quốc thôi. Đấy, đây là máy côn tay nhé. Đây là cái biểu tượng của hàng Zhongsheng này. Đấy, đây là tem chống hàng giả này. Đấy, đây là những cái lòng nước để cho các bạn là chạy dây làm mát bằng nước này. Đấy, thì máy có củ đề các bạn nhé. Máy này thì đi kèm theo là một bộ két nước quạt mát. Đấy, bộ chế. Còn lại những thứ khác thì các bạn phải mua thêm. Dây cần, mobin IC, bộ dây điện các thứ là các bạn mua thêm. Nói chung là nếu cần thì mình sẽ báo giá cho các bạn là báo giá nguyên cái cục máy này thôi. Còn tất cả những cái khác ấy, các bạn mua thêm thì mình sẽ tính thêm. Đây là động cơ 250 các bạn nhé. Đấy, mình xin nhắc lại là động cơ 250 côn tay. Tích hợp sẵn số. Có tiến lùi luôn. Các bạn mua cái này là chỉ việc dùng thôi. Không cần phải lắp thêm hộp số nữa. Nếu như kết hợp với số mạnh ở trên cầu nữa thì nó sẽ khỏe hơn. Còn nếu các bạn làm xe chạy chơi thì chỉ cần như thế này là khỏe rồi. Đấy, máy thì có cân nặng và các cái kích thước thì mình sẽ để trong cái phần cuối video cho các bạn xem. Đây em đo kích thước này, chiều cao của máy là 45 này, chiều dài tổng thể của nó là 60 cm này. Đấy. Máy này rất là to các bạn nhá, kể cả cái hộp số này rất là to này. Hộp số này có chiều cao là 26 cm này. Đấy.
chiều bề ngang của cái thân máy này. Bề ngang của thân máy là 35 cm. Mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.